Cộng sản Việt Nam. Sang tình yêu nhân dân, tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng cháu thơ. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, dặn gì mà quý nhớ cả đời thương nhớ dân. Như răng bộ đội nâng cao ra đồng thâm nông dân. Ven dòng sông Hồng để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong gian khó có đang dẫn đường, trong lao tù có mặt trời chân lý, trong tim người cộng sản. Để mà du khách trong và ngoài tỉnh hay là du khách quốc tế, du khách quốc tế có thể ngồi nghỉ ngơi. Đặc biệt là với riêng bản thân mình thì mình rất là thích cái con đường này nha. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, sang tình yêu đất nước, sang tình yêu nhân dân. Tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng cháu thơ. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, dặn gì mà quý nhân cả đời thương nhân dân. Nắng gào ra đồng thâm nông dân, người đã đi xa để lại một mái nhà, ven dòng sông Hồng để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong tim người cộng sản có tình yêu bao la. Hôm nay con về thăm ngôi nhà ven sông giữa mì hoa. Thì đến đây kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị cha già kính yêu của dân tộc, người con ưu tú của vùng đất An Giang, thì mình rất là tự hào. Hôm nay con về bên sông giữa mì hoa hương, sao nghe thoáng hương sen xứ Nghệ thêm ngọt sông hòn nam thêm sáng trời an giang.
Hôm nay thì là kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác Tôn, cho nên là đại biểu Phương vô rất là sớm, cho nên sắp tới là đại biểu đã dâng hoa và tham quan nơi này rất là nhiều. Tí xíu đây thì rất là đông.